Hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, người dân tại các tỉnh đã bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày mai đi làm trở lại. Do có tâm lý chuẩn bị từ trước, nhiều người dân lựa chọn mua vé xe đi vào đêm hôm qua để trở lại thành phố vào lúc sáng sớm, vừa tránh kẹt xe, vừa kịp có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị bắt đầu công việc cho năm mới. Không khí tại các bến xe trong ngày này cũng trở nên nhộn nhịp. Gia đình chị Ngọc Điệp năm nay có một cái Tết trọn vẹn, về quê từ 27 Tết, nên hôm nay cả nhà tranh thủ trở lại thành phố từ sáng sớm để chuẩn bị ngày mai đi học, đi làm trở lại. Đường thì nó vắng, nó không có kẹt xe giống như mọi năm. Mọi năm cũng mùng năm lên nhưng mà xe đông lắm. Theo ghi nhận của chúng tôi, dù mới 9 giờ sáng, nhưng các chuyến xe từ các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp đã lần lượt quay trở lại thành phố. Hành khách trên xe ai cũng trở lại thành phố với một tâm trạng hân hoan, một khí thế mới, cầu mong một năm mới công việc thuận lợi. Đi về thì cũng được gần một tuần, em cũng thấy là Tết năm nay cũng khá là đầy đủ với lại cũng vui. Thưa quý vị, theo dự báo của các đơn vị thì từ chiều tối nay đến hết ngày mai, lượng người từ các tỉnh đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Trước tình hình đó thì các bến xe đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án như là tăng xe, tăng chuyến để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Cứ nửa tiếng là mình sẽ chạy một chiếc, thường thì tăng khoảng từ 2 tới 4 chiếc mỗi ngày. Nếu mà có lượng khách đông. Ngày hôm nay có thể hơn 1.300 lượt xe xuất bến quay về các địa phương để đón hơn 30.000 khách quay lại thành phố. So với cùng kỳ thì sản lượng xe và khách thì đều tăng trên 40%. Bến xe tập trung 100% nhân lực thì làm việc là 24/24, cũng như là phối hợp với các cơ quan chức năng để mà phân luồng đảm bảo cái mật độ giao thông khu vực xung quanh bến. Không chỉ tại bến xe miền Tây mà tại bến xe miền Đông cũ, dù đa phần các chuyến đi liên tỉnh đã được di dời ra bến xe miền Đông mới, nhưng không khí tại bến trả khách cũng khá nhộn nhịp. Theo chia sẻ của đại diện bến xe, mỗi ngày có khoảng từ 4.000 tới 5.000 khách qua bến. Đây là chuyến phải vào thì mai mới làm kịp, còn ít người vào cho nên là đi cũng nhanh hơn. Là 2 giờ đến 4 giờ sáng là số lượng xe quay đầu về bến xe miền Đông sẽ tăng cao. Thì bến xe miền Đông cũng đã chủ động bố trí đủ nhân sự 3K và cần thiết thì có thể tăng cường nếu mà sản lượng tăng đột biến. Theo cơ quan chức năng, lượng phương tiện đã có chiều hướng tăng đột biến từ chiều ngày 25 tháng 1. Dự báo, lượng phương tiện sẽ còn tiếp tục tăng từ tối nay đến vài ngày tới. Để kịp thời ứng phó, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng điều tiết giao thông nếu có sự cố, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.